Alo, hello, xin chào tất cả anh em. Chúc anh em một ngày tốt lành và xem video của MVP Game thu thập được nhiều kiến thức bổ và nhiều kiến thức về trang bị và bảo ngọc. Thì hôm nay MVP Game sẽ chơi một vị thức thần đã bị lãng quên ở server Việt Nam mà ít người chơi rồi, thì sẽ thắng rất là cao nhưng mà ít người chơi nhá. Thì vị thức thần này đã bị nét giảm sức mạnh rất là nhiều, hình như là 7 lần hay sao ấy. Nếu mà các bạn nhớ thì các bạn comment ở bên dưới nhá. Thì là vị thức thần Y nữ Yasa các bạn ạ. Vị thức thần này hồi xưa lúc mới ra thì ui nó bá, gọi là kinh khủng luôn, khủng khiếp luôn các bạn ạ. Thì ở máy chủ Trung Quốc nha, vị thức thần này vẫn có tỷ lệ thắng rất là cao nhưng mà tỷ lệ chơi rất là ít. Hầu như những người biết chơi thì mới chơi được giỏi vị thức thần này thôi các bạn ạ. Rồi còn đâu là không chơi giỏi các bạn ạ. Thì qua vài ván nghiên cứu và tìm hiểu thì mình đã kết luận ra được tại sao vị thức thần này lại tỷ lệ thấp ở danh bên Việt Nam như vậy. Thì mình sẽ đưa ra cái đáp án và sau đó thì mình cùng các bạn phân tích về cách chơi hiệu quả của Inuyasha các bạn nha. Thì vị thức thần này hồi xưa ấy, nó có cái bá của nó là cái nội tại ấy, rất là bá nha. Là sau khi mà nó có cái nội tại là khi mà máu của bạn dưới 50% nó sẽ tăng song kháng cho các bạn lên. Đấy. Và khi mà máu dưới 20% ấy thì nó sẽ hồi cho các bạn một lượng máu nhất định lên. Hồi xưa hồi kinh khủng lắm nhưng mà bây giờ nó giảm bớt rồi. Vì nó hồi lại còn theo cấp và cộng với 120 tấn công nữa. Có nghĩa là các bạn lên càng nhiều đam thì hồi máu càng nhiều các bạn nha. Đây, đây là Inu Yasa các bạn nha. Cái nội tại cực kỳ bá nhưng mà bây giờ đỡ rồi. Nên là khi mà các bạn ít máu thì các bạn lùi về, các bạn đừng có tham đánh nhau nha các bạn nha, cũng chú ý đấy. Thì Inu Yasa là một vị thức thần mà đem trụ đẩy trụ rất là nhanh và nó là vị thức thần về cuối game nhá, không phải đầu game, nên các bạn chú ý những cấp độ đầu ấy thì các bạn chỉ có farm thôi, đừng có ham mà đánh nhau. Đấy, khi mà đi đối đầu với những tay dài như là Hoga, Phượng thì các bạn chú ý là chắc chắn là thua đường. Đấy, còn nếu mà đối đầu với những vị thức thần mà tay ngắn thì khả năng các bạn sẽ ăn được các bạn nhá. Đấy, thì bảng ngọc của mình là để đối đầu với những vị thức thần mà solo với Inuyasha nha, rất là khỏe nhá. Đây các bạn có thể tham khảo đây. Đầu tiên là viên ở trên là đấy, một pha ao và mình đã giết được tử bằng cách là dùng cái hồi máu các bạn ạ. Viên đầu tiên là khi mà chúng ta hút máu thì sẽ giúp cho đăng chúng ta được nhiều máu hơn nhá. Đấy, hồi được nhiều hơn. Thì tiếp theo là 15 tốc độ đánh, viên ở giữa rất là quan trọng cho Inuyasha nhá. Đó là viên bí thuật chi đuổi anh em ơi. Thì trong vòng 5 giây nếu mà đánh 2 lần đối phương thì trong vòng 3 giây sẽ tăng 30% cộng 4% cấp hiện tại tốc đánh bản thân. Có nghĩa là các bạn mà đang đánh hai cái thì giúp cho Inuyasha kích hoạt nội tại rất là tốt. Nên là Inuyasha mà thích hôn máu đánh kiểu này thì một pha né rất là hay của Tử. Thì các bạn lên bảng ngọc này nhá. Đấy, từ lúc bây giờ cái bảng ngọc của mình phát huy rất là tốt khi solo với Tử. Tiếp theo là hai viên máu các bạn ơi. Viên có thể viên ở góc phải các bạn có thể thay là khi từ trong bụi các bạn đánh thì gây thêm sát thương phép, hoặc là khi dùng chiêu cuối thì tăng song kháng. Cái ngọc như kia cũng được. Đấy. Và một cái viên hồi năng lượng Inuyasha thì chờ spam chiêu thức thì cũng rất là tốn năng lượng về tầm giữa game nhá. Nên là các bạn đánh công dùng cái ngọc kia nhá. Nó chém rất là lực nhá. Một sai lầm nữa của Inuyasha mà dạo gần đây nhiều anh em là không lên cái đánh theo phần trăm máu, không lên đánh theo phần trăm máu và không lên xuyên nhá. Không lên xuyên. Đấy. Đấy, nên là anh em chú ý. Thì là anh em toàn lên cái hồi gọi là hút máu lúc đầu ấy. Nên là Inuyasha cảm giác solo đường nó rất là yếu. Nên là sai lầm nhá. Nên là hôm nay mình làm video này mình nói lại cho anh em luôn. Thì Inuyasha có hai cách lên các bạn. Nếu mà đối phương mà không phải tank trâu, hoặc là các bạn cảm thấy mà các bạn chỉ trụ đường thôi, thì các bạn dùng cái đồ đầu tiên kìa, lên cái hút máu nhá. Sau đó thì lên giày. Đấy, sau đó thì lên song kiếm, một đồ hút máu nữa, sau đó đồ chí mạng nhá. Đấy, đây là đồ cơ bản của Inuyasha. Ngoài ra thì các bạn thích kiểu như là khỏe thật sự thì rất là tốt. Đồ này kiểu rất là tốt cho Inuyasha, đó là kiểu lên phía dưới của mình các bạn ạ. Đấy, trận này thì mình lên kiểu này, vừa có xuyên này, vừa có tốc độ đánh này. Đấy, vừa có đánh theo phần trăm máu nhá. Thực sự là chém rất là lực luôn các bạn ạ. Đấy, thật sự đồ này là chuẩn nhá. Thì đồ Việt Nam không có bạn nào lên thế này cả. Đồ Trung Quốc họ cũng lên theo kiểu như trận này của mình lên này. Thật sự vừa có đánh theo phần trăm máu, vừa có xuyên nhá. Sai lầm của chúng ta khi chơi Inuyasha là chúng ta không lên xuyên giáp. Thế là các bạn lên thế thì đánh nó không có lực lắm các bạn ạ.
Đấy, nên là chúng ta chú ý là chơi phải liền chuyên, và các bạn cũng phải nhẫn nhịn nhá, chứ không phải chơi Inu Asa là các bạn cứ mấy cục đầu các bạn cứ máu đánh nhau thì không thể thắng được đâu. Đấy, như trận này thì mình bắt đầu farm lên level rồi, nên là mình đánh được tiểu này rồi, bây giờ bắt đầu mỹ lực này các bạn ạ. Rồi chém trụ như là chém trả luôn đấy, rất là kinh khủng luôn. Rồi ok, thì trang bị tí nữa mình sẽ phân tích cho các bạn nhé. Thì mình nói lại về chiêu thức của Inuyasha có nội tại hồi máu này, rồi Momiji Gang này, tiếp theo là cái nội tại bị động, các bạn mắc vào cái đấy cho mình nhá. Thì cứ đánh 3 lần thì nó sẽ bắn ra một cái sát thương gió nhá. Đấy, gây ra rất liệu nhiều sát thương, và mỗi lần đánh cộng dồn 6 lần, mắc 6 lần thì sẽ tăng tốc độ đánh cho Inuyasha nhá. Nó khoảng độ mắc là 6%, 6 x 6 tầm khoảng độ 36 lần. Đấy, rất là nhiều nhá. Thật sự Inuyasha rất là khỏe. Rồi tiếp theo là một cái chiêu thứ hai, đó là chiêu sóng bạo, thì là phi cái sóng về phía chỉ định gây sát thương nhé. Momiji lúc ấy ganh mình đây. Đấy, thì nếu mà chiêu cuối ấy mà nó cộng được một tầng thứ hai nữa thì các bạn sẽ được sát thương chuẩn nhá. Đấy, nên là Inuyasha là thức thần về cuối game nhá. Tiếp theo là một cái chiêu ba, thì chiêu này thì là cộng cuối cùng thì là lao vào hướng chỉ định cào, gây sát thương ít lắm các bạn ạ. Và chiêu cuối lưỡi huyết ngọc rất là quan trọng, cái đồ này này. Đấy, vung đao và chém về hướng chỉ định. Đấy, làm cho đối phương bị giảm tốc trong 2 giây nha. Rồi nó có một cái bị động là khi mà chúng ta cộng được lần thứ hai thì là nhận cả hiệu ứng là xuyên giáp nữa nha. Xuyên giáp nữa. Đấy, một lần nữa ấy thì các bạn sẽ nhận được là chiêu thứ hai sẽ gây sát thương chuẩn. Đấy, rất là kinh khủng luôn nhá. Một lần nữa thì các bạn sẽ được cái nội tại sẽ được giúp chúng ta là chém 3 phát nha, chém 3 phát, và một cái cuối thì là sẽ nhận thêm công kích này. Đấy, và chiêu cuối thì nó sẽ gom đối phương vào một quả cầu màu tím, rất là ghê nhá. Đấy, mình nói lại chiêu cuối thì nó có 4 cấp độ nha. Đấy, nên các bạn cũng chú ý cấp độ thứ nhất là khi nó cộng thì nó sẽ có hiệu ứng là xuyên giáp nhá. Cấp độ thứ hai là cái chiêu thứ hai thì nó có sát thương chuẩn. Cấp độ thứ ba thì các bạn sẽ có hút máu này nhiều hơn này, và đánh lan rộng hơn này. Đấy, bây giờ cái chiêu nội tại thì nó đánh một thôi, nhưng mà nó sẽ được 3 các bạn ạ. Rồi một phát nữa thôi này. Đấy, và chiêu cuối thì nó sẽ tăng công kích và gom đối phương vào, rất là ghê các bạn ạ. Đây là chiêu cuối chúng ta khi cuối game. Thật sự Inuyasha là một quái vật các bạn nhá. Rồi đấy, lên đồ thế này vừa có hồi chiêu này, chém rất là lực, rất là thích các bạn ạ. Rồi lùi về thôi. Đấy, rồi chuẩn bị có chém 3 rồi các bạn ạ. Chém 3 thì mới lực được, mới đẩy đường nhanh được, nên là không cần phải lên cái mắt bát xà đâu. Rồi mắt bán xà thì bây giờ không cần nữa các bạn, hồi xưa thôi. Mình thường dùng chiêu cuối để farm lính cho nhanh hơn đấy ạ. Các bạn ạ, Inuyasha farm rất là nhanh, rất là tốt luôn. Rồi biến về thôi. Đấy, thì đúng là đúng, nhiều anh em theo lên đồ theo đại thần đúng không? Thật sự nếu mà lên đồ theo đại thần thì các bạn sẽ thấy bị yếu, vì nó không có xuyên và bắn theo phần đánh theo phần trăm máu, nên là các bạn cứ lên đồ theo mình lên rất là khỏe nha. Các bạn cũng chú ý là đi Inuyasha thì các bạn cố gắng farm cho nó khỏe lên nhá. Đấy, thật sự đây này, như mình phải cố gắng và farm thôi. Đấy, chơi Inuyasha là các bạn phải biết nhẫn nhịn, phải chịu đựng một chút những cấp độ đầu. Đấy, và các bạn cố gắng là biết di chuyển một chút thì các bạn mới giành được chiến thắng được. Nếu mà chúng ta cứ hổ báo thì cũng rất là khó. Nên là Inuyasha bây giờ kén người chơi rồi, không phải ai cũng chơi được Inuyasha. Đấy, tại vì nó phải áp sát, mà bây giờ thì AD mỹ pháp sư bảo kê rất là tốt, nên là Inuyasha thì cũng khó các bạn ạ. Rồi chuẩn bị đánh nhau thôi. Bắt ai đây? Bắt áp chết rồi. Tử để sau đi, bắt Ebisu đi. Rồi Ebisu chạy rồi, vậy thì Tử phải lên bảng thôi. Rồi thanh niên nào đây? Đập chết luôn này, sát thương chuẩn này, lại còn đánh bay nữa này. Rồi Ebisu chết, lên bảng. Ok, 702 các bạn ạ. Nhiều lúc mình chơi game có nhiều bạn nhận ra mình nhá, chào mình, nhưng mà thật sự mình lúc ấy mình cũng đang bận, hoặc là mình đang vừa vào trận vừa mình xem màn hình máy tính ấy, nên là mình không thể nào mà chơi được, thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Rồi thanh niên này, một phát nữa đợi. Rồi hy sinh, ok, rất là khỏe luôn anh em ạ.
Rồi, chùm đẩy trụ đây rồi. Momi làm gì đây? Nó kiểu như là vô địch ấy, còn cái nội tại các bạn ạ. Hồi máu rất là ghê nhá. Đấy, nhưng mà nó không kiểu như là hồi một cục luôn, mà nó sẽ hồi từ từ. Thế là cái nội tại của Inuyasha khi các bạn mở chít máu thì các bạn cũng lùi để cho nó hồi nhá. Đấy, hồi xưa thì nó hồi kinh lắm, nhanh lắm, nhưng mà bây giờ nó đỡ rồi. Nó không như kiểu hồi xưa nữa, nên là chúng ta chú ý một cái nhiều các bạn ảo tưởng là có gậy có nội tại ấy. Nhưng mà thật sự đối phương mà sốc đam là chết này. Inuyasha là sợ nhất là đối phương có sốc đam nhá, khống chế cứng nhá. Đấy, khống chế cứng thì không thể làm gì được. Nên là chú ý, team Inuyasha thì hợp với team mà có tốc độ đẩy nhanh nhá. Ví dụ các bạn chơi Inuyasha ấy mà các bạn bị ép đường ấy, nhưng mà đường giữa các bạn đẩy được thì đường giữa sẽ ganh tốt cho các bạn, nên là Inuyasha hợp với mà team đẩy đường nhanh các bạn nhá. Đấy, Inuyasha hoặc là team mà hỗ trợ nhau tốt, Inuyasha sẽ đảm nhiệm vụ là đẩy lẻ các bạn ạ. Đấy, nên chú ý chơi Inuyasha phải hợp với team. Nên là tại sao tỷ lệ thắng của Inuyasha vẫn là cao, là tại vì ở bên Trung Quốc họ đánh theo danh ấy. Mà danh thì là họ đánh đầu đội rất là tốt, và Inuyasha thì biết check bản đồ thì họ sẽ check và di chuyển để ăn trụ, ăn mục tiêu lớn. Nên là cái đáng sợ của Inuyasha bây giờ là nó đẩy đường nhanh và nó ôm trụ rất là kinh khủng. Nên là chúng ta nếu mà biết chơi Inuyasha thì thật sự là phải biết cách di chuyển, đọc map đấy. Thế là hầu như những cao thủ người chơi lâu đời người ta chơi Inuyasha tốt thôi. Đấy, rồi bây giờ thì level 16 các bạn ạ, chuẩn bị có một nấc mới. Bây giờ thì chém được 3 phát rồi nha. Đấy, Inuyasha mạnh sẽ từ lúc tầm level 16, rất là mạnh luôn các bạn ạ. Cá có được team kia không? Mình không dám lên tại vì các bạn ạ, tại vì mình không có khống chế. Đây tử đây, tử rồi, ăn 500 đam sát thương chuẩn này. Rồi, ôi xồi. Đấy, với cái bảng ngọc thì kích hoạt nội tại rất là bá luôn anh em ạ. Rồi, quá là khỏe luôn, quá là đã luôn. Ok, 10-03 rồi. Rồi, 18 mạng rồi, liếm hết 13 mạng của team. Quá là kinh khủng Inuyasha. Rồi, đấy, nếu mà team mà đối phương mỏng thì Inuyasha càng thích các bạn ạ. Rồi, về cuối game nó cho một phát thì gom thì kinh khủng luôn. Rồi, thì bây giờ cũng ra nhiều thức thần mới, nên là Inuyasha không hợp meta nữa các bạn ạ, nó là chuyện bình thường thôi. Chắc chắn nếu mà ở danh Việt Nam thì Inuyasha thì nên là nâng tăng sức mạnh thêm đúng không, nhưng mà bên Trung Quốc thì nó vẫn là top tỷ lệ chiến thắng nên là không thể tăng sức mạnh được các bạn ạ. Đấy, thật sự thì các bạn nghĩ là Inuyasha cứ để nguyên như thế này hay là nên tăng sức mạnh? Các bạn ơi, cái chiêu cuối mắc vào nhá thì kiếm nó thành màu tím nhá. Rồi, ok, ép trụ rồi. Đối phương thì bây giờ chỉ có chết thôi các bạn ạ. Rồi, ra đây đánh nhau thôi. Vậy mình cũng chưa muốn đập nhà vội các bạn ạ. Kiếm thêm vài mạng nữa. Đây ơi, chuột đây ạ, chuột đây rồi. 500 sát thương chuẩn. Chạy này, chạy hộ cái này. Đâu rồi, còn Ebisu. À, thanh điện Momiji mất tốc biến rồi. Ok, rồi, quá khỏe anh em ạ, 12-0 rồi. Cố liếm thêm một mạng nữa, chiêu cuối đội. Ôi ôi, nhà nổ mất rồi. Ok, video Inuyasha của mình đến đây là kết thúc nhá. Tạm biệt anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo. Bye bye. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Đừng quên ấn like và đăng ký ủng hộ kênh ra nhiều video hay hơn nhé.